Bạch thầy cho con hỏi, con là Phật tử tại gia ở chùa Bắc Tông, con có đến chùa làm công quả khi có thời gian. Cho con hỏi người Phật tử nữ nên có những oai nghi gì khi đến chùa để chống tránh không làm ảnh hưởng đến Phật pháp. Đối với người nữ, thứ nhất là khi vào chùa chúng ta phải ăn mặc kín đáo, tốt nhất là không trang sức, không trang điểm, không làm đẹp. Chúng ta nên học bà Visakha. Bà là đệ nhất thí chủ về cư sĩ, nữ cư sĩ. Bà là đệ nhất, bà giàu ghê lắm. Bà đồ trang sức trang điểm của bà rất là dữ dội à. Nhưng mà khi mà bà bước bước chân vào chùa đó là bà lột hết trang sức, bà bỏ bỏ chỗ khác. Bà không có mặc cái những cái y phục áo khoác lộng lẫy để mà vào chùa, bởi vì bà thấy là chư tăng là những người ly dục, mà mình ăn mặc đẹp đẽ như vậy vào chùa là nó không phù hợp. Bản thân quý vị làm được cái chuyện đó là nó được tốt. Còn cái kiểu mà xin thưa, cái kiểu ăn mặc như phần lớn người nữ thời nay đi vào chùa thì đó cũng là lý do mà sư cũng ít khi nào ra ngoài. Ra ngoài mất công thấy nó phiền. Cái thứ hai đó là khi mà vào chùa, cái này là bất kể nam nữ, vào chùa chúng ta nên đi đứng nhẹ nhàng, từ tốn, không làm ồn, nên giữ gìn cái sự yên tĩnh của chùa. Chùa không phải là nơi để chúng ta tán dóc, không phải là nơi để chúng ta nói chuyện phím. Mà nhiều người xin thưa là mang tiếng là kỳ cựu, Phật tử kỳ cựu của chùa, chẳng qua đến chùa nhiều thành ra kỳ cựu thôi. Chứ còn vào chùa mà chúng ta ngồi chúng ta tán dóc là đó là điều không có nên. Tán dóc đi ra chỗ khác, đi ra khỏi chùa. Mà nói như vậy thì nhiều lúc gì nói sư gì đâu mà không có từ bi, nhưng thực tế là như vậy. Đó. Khi vào chùa không phải là nơi để chúng ta nói chuyện phím. Quý vị nên nhớ là Đức Phật dạy khi vào chùa, Đức Phật không nói khi vào chùa, mà Đức Phật nói là những người mà tu tập gặp nhau chúng hai việc để làm: một là nói chuyện về Phật pháp, hai là hành thiền. Đức Phật cho nên là chúng ta không nên đem những cái chuyện đời mà chúng ta nói chuyện ở chùa, ngồi tán dóc hết giờ này qua giờ khác, nó lãng phí thời gian. Sư nhớ ở đâu sư nói tới đó, mà nếu quý vị có thể ghi lại thì quý vị nó tốt cho quý vị. Rồi cái nữa, đặc biệt là người nữ không gặp riêng vị sư, có nghĩa là không có ở riêng với vị thầy hoặc vị sư, mà trong trường hợp là khuất khuất tầm mắt đối với người khác, có nghĩa là người khác không nhìn thấy hai người quý vị. Ví dụ như là quý vị đi vào phòng riêng của vị thầy, hoặc đi ngay cả đi vào phòng khách mà chỉ có mình là người nữ và riêng vị thầy đó là cũng không được, khuất tầm mắt đối với người khác. Người ta không biết là hai người này làm cái gì mà khuất mắt, người ta họ không thấy là không được. Đối với vị tỳ kheo đó là phạm giới. Nói chi đến chuyện là nói chuyện chỉ gặp nhau ở cái chỗ khuất kính mà chỉ có hai người thôi đều là đều không nên. Đấy. Thành ra là phải có người thứ ba. Nên nhớ quý vị là người nữ, khi gặp vị sư thì phải có người thứ ba, vị sư hoặc vị thầy phải có người thứ ba để làm chứng. Chứ còn mà chỉ có một nam một nữ thì đó là cái điều tai hại. Dù đó là thân bằng quyến thuộc của mình cũng không được. Rồi còn cái chuyện mà giao tiếp thì giữ ý giữ tứ thì sẽ không cần phải nói rồi. Đấy. Còn một chuyện nữa đó là đặc biệt là phụ nữ bắt truyền. Đó là không được vì bất kỳ lý do gì chạm vào một vị tu sĩ.
quý vị là người nữ thì không được chạm vào vị thầy hoặc vị sư, dù là bất kỳ lý do gì, không được chạm trực tiếp cũng như không được chạm gián tiếp. Ví dụ như vị sư có khiêng cái ghế là mình lon ton mình chạy vô mình phụ vị đó khiêng cái ghế là không được. Chẳng thà là mình khiêng một cái vị đó khiêng một cái thì hai cái không dính dáng gì nhau. Chứ ví dụ như một cái ghế dài mình khiêng một cái vị kia khiêng một cái là không được. Hoặc là mình vị kia đang treo cái rèm cái mình ton ton mình lại mình cũng treo cái rèm mà quý vị cầm chung một cái rèm là không được. Đấy. Thì đó là những cái lưu ý mà người nữ khi đến chùa mà sư nhớ rồi sư nói với quý vị ha. Lưu ý những cái đó là chúng ta không ảnh hưởng tới ai hết.